Thưa quý vị, cựu tù nhân lương tâm, giảng viên Phạm Minh Hoàng, người bị nhà cầm quyền Việt Nam tước quốc tịch, vừa bị một nhóm người mặc sắc phục ập vào nhà tại phường 4, quận 10 và bắt đi vào chiều tối ngày 23 tháng 6. Vợ của ông, bà Kiều Anh xác nhận với Đài Á Châu Tự Do tin này vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 23 tháng 6. Phương Anh trình bày. Dạ, cách đây khoảng 20 phút, công an khu vực đó, tới nhà tôi và gõ cửa nói là vô kiểm tra nhân khẩu định kỳ. Và khi chúng tôi mở cửa cho anh ta thì một vài giây sau thì không biết từ đâu á, nên là công an xuất hiện là và xông ập vào nhà tôi. Và khi họ có một người mặc đồ civil và đem máy quay phim vào, nhưng mà tôi không đồng ý cho người này vào. Tôi nói là mặc sắc phục thường tôi không cho vào và tôi đuổi ra. Thì các anh công an vô nói rằng là mời chồng tôi lên trụ sở công an phường để làm việc. Thì chúng tôi không đồng ý. Chúng tôi nói rằng là các anh đâu có cái luật lệ nào mà các anh tới nhà người ta, các anh mời và bắt người ta phải đi liền như vậy. Theo lời bà Kiều Anh, những người mặc sắc phục bắt ông Hoàng ký vào biên bản nếu không đi. Nhưng ông Hoàng từ chối và gọi điện thoại cho luật sư của ông. Tuy nhiên, những cuộc gọi không thành công vì bà Anh cho biết xe phá sóng được mang đến khu vực nơi ở của gia đình bà. Bà cho biết ông Phạm Minh Hoàng từ chối không lên trụ sở công an phường và phía công an đã đọc biên bản trục xuất ông Hoàng. Nội dung của biên bản trục xuất nói rằng ngày mai sẽ trục xuất ông Hoàng từ đồn công an. Bà Kiều Anh cho biết đã yêu cầu được xem văn bản trục xuất đó, tuy nhiên phía công an từ chối. Tuy nhiên là mình không biết là đồn công an nào và ở nơi đâu mình không biết. Và xong rồi á, thì nó lôi anh Hoàng đi. Thì lúc đó anh Hoàng á, tôi muốn quay phim cũng không được với chúng nữa. Nên là chúng dồn tôi và anh Hoàng vào trong tận cuối nhà. Theo lời bà Kiều Anh, ngay sau đó, bà đã gọi điện thoại cho ông Tổng lãnh sự Pháp ở Sài Gòn. Vì không nói được Pháp ngữ, nên qua tiếng Anh, bà Kiều Anh chỉ thông báo được rằng công an đã bắt chồng của bà và sẽ trục xuất chồng bà vào ngày mai tại đồn công an. Ủy ban Văn bút Quốc tế binh vực nhà văn bị cầm tù vào ngày 22 tháng 6 đã ra thông cáo kêu gọi cơ quan chức năng Việt Nam hủy bỏ tất cả những cáo buộc đối với blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người can đảm lên tiếng chỉ trích chính phủ và phiên xử cô được Tòa án tỉnh Khánh Hòa lên lịch vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Ủy ban Văn bút Quốc tế tin rằng blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị nhà cầm quyền Việt Nam nhắm đến chỉ vì thực thi một cách ôn hòa quyền tự do bày tỏ ý kiến. Do vậy, tổ chức này kêu gọi Hà Nội phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cô. Ngoài ra, Văn bút Quốc tế cũng có yêu cầu hủy bỏ điều 88 Bộ luật hình sự. Theo đó, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị cáo buộc. Bên cạnh đó là những điều luật về an ninh quốc gia, hình sự hóa tiếng nói bất đồng, vi phạm luật pháp quốc tế về nhân quyền như điều 79 hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, điều 258 lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm hại quyền và lợi ích nhà nước. Trong thông cáo đưa ra vào ngày 22 tháng 6, Văn bút Quốc tế cũng kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện những nhà văn, nhà hoạt động đã bị cầm tù hay tạm giam chỉ vì ôn hòa thực thi quyền tự do bày tỏ theo điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia ký kết. Theo lịch của Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thì vào ngày 29 tháng 6 tới đây, phiên xử blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ được tiến hành. Đến nay, có 4 luật sư nhận được giấy chứng nhận bào chữa cho blogger mẹ nấm tại phiên xử sắp đến là Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân từ Hà Nội và 2 luật sư Đoàn Phú Yên là Nguyễn Khả Thành và Võ An Đồn. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vào ngày 19 tháng 6 đã gặp thư ký tòa án là bà Trịnh Thị Biên, yêu cầu gửi giấy dự tòa. Nhưng câu trả lời là phiên tòa đặc thù cho nên gia đình không được dự. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan làm đơn yêu cầu được dự tòa. Đến ngày 23 tháng 6, bà vẫn chưa nhận được trả lời về đơn gửi đi. Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân bị chính các viên chức của Bộ Công an đe dọa rằng bản thân ông và gia đình có thể bị giết nếu ông đi gặp những nhân vật nước ngoài. Tình trạng hiện nay của luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân và gia đình là đang bị theo dõi và đứng trước nguy cơ bị tấn công, bị thương tích hay là bị sát hại. Đó là cảnh báo được Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra vào ngày 22 tháng 6 với kêu gọi có hành động khẩn cấp gửi kháng nghị về trường hợp vừa nêu đến các cấp lãnh đạo nhà cầm quyền Hà Nội trước ngày 3 tháng 8 năm nay. Trong kháng nghị, Ân xá Quốc tế kêu gọi dừng ngay mọi sách nhiễu đối với luật sư Lê Quốc Quân và gia đình ông ta, tôn trọng mọi quyền tự do đi lại, hội họp, bày tỏ ý kiến theo những công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia,
tiến hành một cuộc điều tra độc lập và hữu hiệu về những đe dọa đối với bản thân luật sư Lê Quốc Quân và gia đình ông. Sau khi bị các thành phần an ninh mặc thường phục đe dọa vào tuần qua, luật sư Lê Quốc Quân có thông báo trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Facebook của ông về thực tế đó, cũng như tình hình chung đối với những nhà hoạt động như ông tại Việt Nam. Diễn tiến về đàn áp và bắt bớ hay là những vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam đối với các nhà bất đồng chính kiến kể từ sau Đại hội 12, tôi có thể nói rằng là tình trạng nó đang tăng lên. Hàng chục nhà hoạt động đã bị bắt và nhiều việc hành hung, rồi thậm chí như cá nhân tôi vừa trải qua cái chuyện là đe dọa hành hung rất là côn đồ, và đối với tôi là điều này là chưa bao giờ xảy ra. Tôi khẳng định rằng là tình hình có vẻ ngày càng căng thẳng và bắt bớ ngày càng gia tăng. Đã có chủ trương không để quân đội làm kinh tế nữa. Đó là phát biểu của Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đưa ra vào ngày 23 tháng 6 trong buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các nhà lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Ông Chiêm cho biết đây là quan điểm của Thường vụ Quân ủy Trung ương đang được Bộ Quốc phòng xem xét. Quân ủy Trung ương là cơ quan đảng cộng sản trong quân đội Việt Nam. Thượng tướng Lê Chiêm giải thích rằng theo chủ trương này, quân đội sẽ chấm dứt làm kinh tế mà sẽ tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh để bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Các công ty do quân đội làm chủ sẽ được cổ phần hóa, quân đội sẽ rút lại vốn của mình trong các công ty như thế. Nói về việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất đang vướng phải một sân golf do quân đội quản lý, ông Chiêm nói rằng đây là vấn đề nổi cộm và Bộ Quốc phòng sẽ họp về chuyện này vào ngày mai thứ Bảy 24 tháng 6 để báo cáo Thủ tướng. Ông Chiêm nhấn mạnh là quân đội sẽ chấp hành quy hoạch của chính phủ. Vào ngày 23 tháng 6, Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân khi tiếp xúc cử tri quận Bình Tân và bị chất vấn về vấn đề sân golf trên đất phi trường Tân Sơn Nhất. Ông này bao biện rằng việc xây dựng sân golf là xuất phát từ sự tận dụng đất quốc phòng chưa sử dụng ngay. Khi nào có yêu cầu thì có thể giải tỏa bất cứ lúc nào để phục vụ mục đích quốc phòng. Sau khi có nhiều tranh cãi chung quanh việc sân golf của quân đội cản trở việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho mở rộng sân bay này với chủ trương giao cho Bộ Giao thông Vận tải thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu xây dựng một đường băng thứ ba để giúp giảm tải và ùn tắc như hiện nay. Thanh tra thành phố Hà Nội tuyên bố kết thúc thanh tra vụ tranh chấp đất đai tại xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội. Kết luận của cuộc thanh tra này sẽ được công bố vào đầu tháng 7. Việc thanh tra này kéo dài kể từ ngày 20 tháng 4. Việc tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm nổ ra vào giữa tháng 4 năm 2017. Giữa một bên là tập đoàn viễn thông quân đội Viettel và bên kia là nông dân xã Đồng Tâm. Sau khi một số người nông dân đi kiện, bị cơ quan công quyền bắt giam và gây thương tích, nông dân xã đã bắt 38 nhân viên công an, cảnh sát cơ động và cán bộ chính quyền làm con tin. Vụ việc chỉ được giải quyết sau khi ông Nguyễn Đức Chung ký giấy xác nhận rằng chính quyền sẽ không truy tố dân làng Đồng Tâm cho tiến hành thanh tra đất đai tranh chấp trong vòng 45 ngày. Tuy vậy, mới đây, cơ quan chức năng công bố quyết định khởi tố vụ án bắt giữ người thi hành công vụ và phá hủy tài sản. Cục Thú y Nhật Bản vào ngày 22 tháng 6 đã gửi công văn cho Cục Thú y Việt Nam với nội dung Nhật Bản đồng ý nhập khẩu thịt gia cầm và sản phẩm thịt gia cầm chế biến của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiyu và Unitech tỉnh Đồng Nai. Trước đó, Cục Thú y Việt Nam đã phối hợp với công ty Koyu and Unitech thực hiện chương trình giám sát dịch bệnh, an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y. Và Cục Thú y đã hướng dẫn công ty này làm đề án về xuất khẩu gia cầm sang Nhật Bản để trình Bộ Nông nghiệp. Ngày 29 và 30 tháng 5 vừa qua, phía Nhật đã cử đoàn thanh tra sang Việt Nam để đánh giá quy trình sản xuất của công ty Koyu and Unitech và đưa ra kết luận là công ty này đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. Theo thông báo của Cục Thú y Việt Nam, thì đây là lần đầu tiên thịt gia cầm của Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch ra thị trường nước ngoài. Thời gian tới, Cục Thú y sẽ tiếp tục hướng dẫn công ty này đăng ký xuất khẩu gia cầm sang EU và một số thị trường khác.